Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thái Di đây, tiếp tục với series. Đó chính là một series mới mang tên là từ mình tắt bớt một cái video à mấy cái web á. Sợ nó sẽ có tiếng từ YouTube hoặc là TikTok nó qua thì nó sẽ khá là buồn cười. Từ nha anh em. Hãy mình đợi mình 2 giây. Rồi, chắc là xong rồi đấy. Rồi thì đây là một cái tựa game có vẻ cũng khá là mới. Tựa game này mới ra mắt anh em ạ. Tựa game này mang tên là Master of SBG và có luôn ở trên Android nha. Thì game này dạng game kiểu thẻ tướng nhưng mà cái nhân vật của nó rất là kiểu 18 cộng 15 15 ha. Thì chúng ta vào chơi thử xem nó có cái gì nhé. Ê, có đăng nhập bằng Google ha. Mình sẽ cần phải tắt cái đi che nó lại đã. Nhân đầu lộ nick ra thì cũng hơi bị oẳng ha. Ok. Anh em có thể dễ dàng đăng nhập bằng tài khoản Google nhé. Không biết trên iOS có không ha. Sao cả tiếng Trung ở đây? Ôi tiếng Trung à? Game tiếng Trung rồi anh em. Thế thì tôi hiểu cái méo ở đâu? Tiếng Trung tôi còn không biết luôn. Ôi tôi mở mắt này. Úi trời ơi, cái gì này? Để chọn đây qua cái này nha anh em. Tôi không biết nó là cái méo gì cả. Đây, đặt tên đây anh em ơi. Chúng ta sẽ đặt tên nó luôn ở đây. Ê, rồi ấn vãi đạn. Có người đặt rồi à? Đùa đấy. What the fuck man? À, không phải tên mới là tên chứ, cái dưới là cái gì ấy? Mình đặt mỗi là rồi, cái dưới là cái gì anh, mình không biết nó là cái gì luôn. Mình có thể sử dụng cái phần mềm gì cũng được anh em ạ. Đây chắc chắn là sẽ chiêu mộ tướng này. Ồ cái gì đây, cái gì đây, ấy chà chà, R được mỗi con R thôi à, nhìn vẻ cùi vãi mà chưa thấy có tí nào gọi là 18 tuổi ha. Nhé. Cái gì chiêu à? À đây là đội hình anh em ạ nhá. Đây là đội hình của chúng ta ha, để thêm một tăng thêm cái lực chiến nhá. Ok, nhìn khá giống với Dragon Waifu à nhưng mà đồ họa có vẻ đẹp hơn. Dragon Waifu là kiểu dạng chibi anh em. Chibi chibi các kiểu các là điều gì đấy. Mình thấy thế. Ok anh em ơi, chiến thôi nhờ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là di chuyển sang mấy cái phần khác. Bên này thì chúng ta sẽ 30 này. Mình sẽ tấn công một cái gì đây, bên này nhá. Bên này có mảnh anh em ạ. Mở luôn mảnh ra. Rồi tiếp tục còn nâng cấp lên, và bắn súng nhìn trông đỉnh phết anh em ạ nhờ. Ở đây thêm cái nhân vật này đây nhá, nhân vật vào đây rồi. Ok tấn công. Ủa có tuyệt chiêu gì không anh em, một đòn này bay màu đơn giản và hiệu quả anh em ạ. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ ấn vào đây để lấy quyển cuộn giấy à. Mình sẽ ấn tiếp vào đây ấn vào đây tiếp nhá. Đó, ấn vào đây tiếp rồi chiêu mộ hay là cái gì đó xuất hiện. Nổ SSR cái giống giống trong game giống trong phim Fairy Tail nhỉ, Elsa hay cái gì đấy mình không nhớ lắm. Tôi thấy nhân vật cũng không sexy lắm đâu nha anh em, chỉ lúc đầu thôi. Thấy lúc đầu là thấy là có vẻ là còn ấy hơn đấy, bây giờ thì thấy bình thường. Ok anh em, tấn công luôn đây. Con này SSR anh em ạ. Đây là tướng SSR. Ok. Tấn công luôn. Xem có cái gì không? Đấy, thêm một SSR đã vào trong team ha. Đó. Let's go. Xem đi anh em. Level 2, nó chỉ có level 2 thôi. Level khá thấp. Nha. Yeah.
Nếu hạ không hạ xong rồi đấy, win đấy, win đấy anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ ấn vào đây, tiếp tục là chúng ta sẽ ấn vào đây tiếp nhỉ, chắc vào đây tại vì là toàn tiếng Trung anh em ạ, nên mình không biết nó là cái gì luôn. Đây là con boss à, đây cái hình game mình đang vào sẵn cái chat play, Google play cho anh em xem này. Mưa sao băng à, mưa sao chổi thiên thạch cái gì đó trên trời rơi xuống à. Nó có một con cửu vĩ anh em ạ, trông đẹp phết, tuyệt chiêu, tuyệt chiêu nhìn trông khá đẹp anh em nhỉ, được phết đấy chứ đúng không. Mình không biết cái tiếng có to quá không, nếu mà to quá thì hơi sorry anh em tí nhá, mình để auto ấy, mình không biết cái tiếng là như thế nào. Ây à, level 6 rồi, cái gì đây, chắc là leo tháp à, cái dạng của game trời ơi, nói thì có chuẩn anh em ạ, nói không để sai được. Mấy cái dạng game này nó ná ná nhau mà anh em, anh em đảm bảo với anh em là chỉ có leo tháp leo thủng các kiểu con đà điểu. Đưa lên đây tăng cơ đi, không sai luôn anh em ạ, 10 game thì 9 game giống nhau, quan trọng là cái tỷ lệ quay ra tướng gì ngon thôi, ngon nghẻ chị sò thì mình chơi được, không thì mình bó tay chấm com ha. Nhưng thật ra nhân vật không thấy sexy lắm so với cái Dragon Waifu hôm nọ mình chơi, nó thật sự là nó bá đạo hạt gạo. Thế có phiên bản Trung à, bên là tiếng Anh anh em có thể thử chơi xem, được phết. Ây à, thắng luôn rồi đấy. Ok anh em, chúng ta sẽ lên được tầng 2. Ok, đánh luôn, lực chiến nó có 5.300, nhưng mình nghĩ theo mình nghĩ là nên đi map thì nó sẽ ổn hơn anh em nhỉ. Đi map mở các kiểu là điều nó sẽ xịn xò hơn các kiểu đấy. Để đánh thôi. À có x1 này, x2 này, vẫn có nha anh em. Ok, tiếp tục. Cái này vẫn đi tháp à? Thôi rồi, tôi sẽ đẩy sang chỗ này rồi đi map đi anh em ạ, là hợp lý nhất nhờ. Cho cả sắp xong rồi anh em nha. Chân 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 chân. Đây là cái map chính à? What the fuck? Đơ game luôn. Đơ game luôn. Ơ đủ. What? Đây là cái đây là cái phần gì vậy? Anh em có biết nó là cái phần gì không? Anh em đợi mình xíu nhá. Game này mình chạy giả lập thấy nó khá là ngáo à. Ngáo đét. Đấy, nhìn bên ngoài đẹp như thế này cơ mà trong nó không có cái gì mấy. Cảm giác tối ưu nó không mượt lắm nhỉ. Theo như mình thấy là cảm giác tối ưu nó không mượt lắm. Vì map vậy á, kiểu gì anh em đi càng nhiều map thì sẽ càng tặng anh em nhiều thứ thôi. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Không có gì. Tấn công anh em ơi, đúng rồi, xuyên nắm vài nhát, đúng rồi, nhờn 152, hay wins, hay quá nhỉ. Nào chiến thôi, chiến đi bạn. Tiếp tục là đánh nhá. Hiện tại bây giờ cái team mình vẫn đang ổn.
tiếp và nhận phần quà nữa là xong level 4 là mình phải nâng cấp level lên. Nhưng mà bây giờ mình có ví dụ cả full 4R nhỉ, hay full 5R nhỉ, thì chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Bọn này level 1 đang hơi yếu. Ok, bây giờ có thể nhận hết R không? Thì mình không biết. Level 8. Cái gì đây? Nó là cái gì? Ai biết không? Cái này như là đấu solo đấu trường anh em ạ. Nếu mình không nhầm. Không, nhưng nhân vật không thích suy lắm đâu anh em ạ. Bình thường. Theo như quan điểm của mình, nhân vật này nó khá là kín. Chết oảng con. Không sexy như lời đồn đâu anh em nhé. Nếu anh em tìm những nhân vật sexy lady thì sẽ hơi bị thất vọng một tí anh em ạ. Ok, tí oảng, ôi trời ơi. Có khi còn oảng trước. Vãi cả nồi, nó còn cho mình oảng trước ạ. Thế thì chịu. Em chịu. Cái gì này? Tôi đã nhận được con R. Là con R anh em ạ. Khá là cùi. Để xem cuộn giấy triệu hồi hay cái gì đấy. Không, nó thích làm gì tao làm. Chứ bây giờ ấn vào đây. À, cái này là cái gì đang nhập hàng ngày à? 200 2000 game à, 200 game ạ. À. Có một vài phần quà. Đó là thêm 5 cuộn giấy, chắc là 10 cuộn giấy sẽ chưa một được cái gì đấy. Đây là các cái mốc theo ngày nhìn cũng được. Hoặc là đạt cái mốc lực chiến gì đấy. Đây là quà thời gian giới hạn giờ này. Đây theo ngày à? Ồ, nhiều quà phết anh em ạ. Theo như mình thấy là khá là nhiều quà ấy. Khá nhiều quà, khá nhiều thứ ấy. Chưa gì mình đã có thêm vé rồi. Cái này chắc là nạp rồi này. Quà nạp đầu à? Quà nạp đầu anh em ạ. Đây là thư này. Còn gì nữa không? Đây là cái thành tựu mà chúng ta đạt được này. Cái gì đây? Bình tĩnh, không cần phải chỉ. Tôi biết chỗ nào là tôi đánh rồi. Chỉ nhìn ngưỡng mắt thật sự luôn. Mua vàng này, kim cương, kim củng này, cái gì đây? Cái này chắc là quay tướng à? Không, cái này là để đánh nhau ạ. Đây, quay tướng đây anh em ơi. Cái này thì mình sẽ có 21, mình sẽ quay 2 lần là đẹp anh em nhé. Cái này quay gì? 10, ui cuộn giấy kỹ năng gì đó. Mình không cuộn giấy này à? Không có, mình không có đây. Mình có cuộn giấy này anh em ạ. Quay nha anh em. Ra cái gì đây? 30 cuộn giấy bay quay luôn. Đấy. SSR. Ê, con này có rồi à? Như chưa? Tỷ lệ quay SR có vẻ là ngon. N. Ơ, sao quay một một cái vậy? Quay 10 chứ. Có SR tiếp. Ây da. Sexy phết đấy. Nó chỉ SR thôi anh em ạ. Hơi buồn. Tôi còn quay được thêm 10, tổng cộng là 30 cuộn. SSR rồi, trời ơi, điều khiển rối ạ. À, được rồi, mình đã có một team khá ổn để có thể leo map rồi anh em ạ nhé. Hợp lý, tỷ lệ ra SR khá ngon, quay 3 lần thì ra được 2 SR ha, ngon đấy. Tướng ở đâu nhỉ? Đây à? Đây rồi. Cái này không biết là cái gì. Lúc nãy nó nâng cấp tướng ở đâu nhỉ? Chắc ở đây ha. Đấy, SR, ok, SR có level 1. Ok, nâng cấp đâu? Nâng cấp đây à, đúng không anh em? Level đâu? Rồi, tạm thời á, level 30. Mình nâng cấp SR thôi, còn mấy con, đây, level đây. Có thể thức tỉnh thêm, nhưng mà thôi không cần. Thật ra là không cần thiết lắm. Con nào đẹp thì mình sẽ ấy lên thôi. Có nào đẹp nhỉ? Có nào ngon nhỉ? Chẳng biết được nữa. Tôi cũng không biết con nào ngon trong tổng số mấy con này. Con nào sexy nhất thì đẹp nhất cũng chắc con này anh em. Có đồ nữa gì không?
Để nâng sao đây anh em, kiểu kiểu là nâng sao ạ. Không có. Ok, anh em ơi. Về mang đánh nhau nhá. Tỷ lệ ra là cực kỳ là lớn luôn. Biến hết. Biến hết. Con này level 10 để tạm. SR may ra mình còn chơi không nghỉ ngay nhá. Con này có thể làm tăng cơ có vẻ là ổn. Mà chưa chắc. Hey, yo, what's up, man? Hello. Ui rồi, cú đấm kinh phết nhỉ. Một đập game đúng kiểu dạng thẻ tướng à. Mà mình cũng hay chơi dạng thẻ tướng nên mình cũng khá hiểu game này, dù có tiếng Trung mình vẫn chơi được ha. Nhân với chúng tôi lên. Win. Rồi ok. Level 9, tiếp tục đánh nha. Vẫn đội hình thế thôi. Cứ thêm 2 SR nữa là ngon rồi. Game này tỷ lệ ra khá cao anh em. Anh em nên chơi thử xem thế nào nhé. Ê à. Đấm tao đau ấy. Mày đấm tao đau đấy. Đấm tao đau đấy. Gớm đấy anh em. Được. Tấn công nào. Mày đấm tao đau đấy. Đây là búp ạ, dạng kiểu búp anh em. Đèn đầu đọc họng thế nhỉ, chắc là nói hơi nhiều anh em. Thế đấy anh em ơi nhá, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp thôi nhá, tập này hơi dài.